Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá thủy sản cập nhật giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của tỉnh Trà Vinh. Hôm nay như tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh, cua biển, nghêu sò, cá tra và cá lóc. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.